Chuyện rất đáng suy ngẫm về cơn nóng giận. Có một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, người cha nghĩ ra một cách rất hay, ông đưa cho cậu một túi đinh và dặn dò, con trai ạ. Mỗi khi con nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn nhà mình. Và thế là, sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào, thì cậu tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu đến khoe với cha về điều này và ông đưa ra một đề nghị. Vậy nếu mỗi ngày con giữ được bình tĩnh, không nóng giận với ai, con hãy nhổ một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào ra, cho đến khi không còn chiếc đinh nào nữa. Và một thời gian sau, cuối cùng, cậu bé cũng vui vẻ thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ ra. Ngay sau đó, ông dắt tay cậu đến hàng rào và nói, con trai ạ, con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào này, hàng rào đã không còn nguyên vẹn như xưa nữa rồi. Cũng như thế, những điều con thốt ra trong lúc nóng giận sẽ để lại những vết thương trong lòng người khác, giống như những vết đinh này vậy. Vết thương tâm hồn rất khó lành, cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, thì những vết sẹo vẫn luôn còn đó. Cha mong con hãy luôn luôn tự nhắc nhở mình, đừng bao giờ nói ra bất cứ điều gì trong lúc con đang tức giận.